đọ sức mạnh hai đại ca xã hội đen, khiến Thành Long phải quỳ gối xin lỗi. Ở Hồng Kông, không ai không biết đến danh tiếng hai ông trùm xã hội đen, Hướng Hoa Cường và Trần Hội Mẫn. Hướng Hoa Cường, ông trùm điện ảnh Hồng Kông. Hướng Hoa Cường là một trong số ba người con trai của ông trùm sáng lập ra Tân Nghĩa An, một tổ chức xã hội đen khét tiếng ở Hồng Kông. Sau này ông tiếp nối nghiệp cha, lên làm đại ca của tổ chức này. Không chỉ hoạt động trong thế giới ngầm, năm 1990, ông cùng em trai Hướng Hoa Thắng sáng lập ra công ty giải trí Vĩnh Thịnh, sản xuất ra nhiều bộ phim cực kỳ nổi tiếng thời đó, như Thần Tài của Châu Nhượng Phát, series phim Thánh Bài của Châu Tinh Trì. Hầu như tất cả các diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông đều từng góp mặt trong các bộ phim do Hướng Hoa Cường sản xuất. Nhắc đến phim của Hướng Hoa Cường, người ta nghĩ ngay đến những ngôi sao Châu Tinh Trì, Châu Nhượng Phát, Lý Liên Kiệt, Lưu Đức Hoa, Mai Diễm Phương. Trong khoảng thập niên 80-90 của thế kỷ trước, Hướng Hoa Cường chính là ông trùm điện ảnh Hồng Kông, không ai là không biết tới. Phải nói rằng Hướng Hoa Cường chính là thế lực thao túng làn giải trí xứ Hương Cảng, khiến ai cũng phải nể sợ. Các diễn viên còn truyền tay nhau rằng, đối đầu với Hướng Hoa Cường chỉ có con đường chết. Vì thế dù có nổi tiếng đến cỡ nào chỉ cần hướng hoa cường lên tiếng, đến cả các siêu sao như Châu Tinh Trì, Lưu Đức Hoa hay Lý Liên Kiệt cũng phải góp mặt. Một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thể hiện thế lực đáng sợ của ông Trùm này liên quan đến Thành Long. Trước kia diễn viên quá cố Mai Diễm Phương đã giúp đỡ Thành Long rất nhiều trong sự nghiệp, tuy nhiên nam diễn viên lại đến muộn trong buổi lễ tưởng nhớ Mai Diễm Phương. Quá tức giận, Hướng Hoa Cường đã bắt Thành Long phải quỳ tạ lỗi đến 1 giờ đồng hồ. Năm 2015, Hướng Hoa Cường đầu tư tới 300 triệu đô la Hồng Kông, hơn 870 tỷ đồng. Sản xuất bộ phim điện ảnh Phong Thần Bản Truyền Kỳ nhằm tung hô tên tuổi con trai mình là Hướng Tả. Tuy anh ta chỉ đóng một vai phụ, bộ phim huy động hàng loạt sao Cổ Thiên Lạc, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby nhưng vẫn chỉ là bơm xịt. Ngay cả Lý Liên Kiệt dù bị bệnh nặng cũng phải ngậm ngùi tham gia, thậm chí ông còn phải chia sẻ. Tôi bị đau ốm nhưng nhất định phải đóng phim Phong thần bản trường kỳ do anh hướng sản xuất. Đó là ân tình của tôi phải trả anh ấy. Những năm qua tôi luôn muốn cảm ơn anh nhưng chưa có dịp. Trở lại với màn ảnh lần này là nguyện vọng đã thực hiện. Chỉ vỏn vẹn từ năm 1992 đến năm 1994, Cảnh sát Hồng Kông tiếp nhận hơn 20 vụ án sặc mùi xã hội đen trong làng giải trí như công ty của Từ Khắc bị ném bơm, Lưu Đức Hoa bị thu tiền bảo kê, giám đốc công ty điện ảnh Thái Tử Minh bị giết, cuộn phim Nhà có chuyện vui của nhà sản xuất Hoàng Lãng Duy bị cướp ngay trước khi phát hành và Hướng Hoa Cường được cho là người đứng sau tiếp tay cho những phi vụ động trời này. Trần Hội Mẫn, đại ca xã hội đen có nắm đấm, mạnh nhất châu Á. Giới võ thuật châu Á đều truyền tay nhau rằng quyền có Trần Hội Mẫn, chân có Lý Tiểu Long. Từ nhỏ Trần Hội Mẫn đã thích luyện võ. Ông từng học qua đàm gia tam triển quyền và bút sinh phương Tây. Năm 16 tuổi Trần Hội Mẫn quen biết một người bạn trong bang 14K, một bang xã hội đen nổi tiếng thời đó. Đến năm 17 tuổi, Trần Hội Mẫn thi cảnh sát, nhưng vì phải vài tháng nữa ông mới đủ 18 tuổi nên cục cảnh sát cho ông làm coi ngục. Trần Hội Mẫn chia sẻ vào những năm thập niên 60, 70 các bang xã hội đen mọc lên như nấm, hoành hành khắp nơi. Khi đó trộm cướp là cảnh sát, cảnh sát cũng là trộm cướp, chẳng có kẻ nào trong sạch cả. Anh không nhận tiền bẩn thì tiền bẩn cũng được trót vào túi anh, không thể không nhận. Nhận rồi thì đi làm từ thiện cũng được, nhưng nếu kiên quyết không nhận thì sẽ bị cô lập, bị trừ khử. Trần Hội Mẫn chia sẻ. Trong khi làm coi ngục, ông giúp đỡ một vị đại ca bang 14K, vì vậy rất được ông này và đàn em coi trọng. Trần Hội Mẫn làm cảnh sát vài năm, sau đó ông bị khai trừ khỏi ngành vì bị phát hiện là tay trong của băng đảng xã hội đen. Từ đó ông bắt đầu sự nghiệp xã hội đen của mình. Năm 25 tuổi, Trần Hội Mẫn làm đại ca của bang 14K, thời kỳ hoàng kim nhất cả khu Tsim Sa Tsui đều là địa bàn của ông. Khi ấy, con đường Kimberley Hào Hoa của Hồng Kông ngày nay được đặt tên là đường Trần Hội Mẫn. Chia sẻ về quãng thời gian mới gia nhập giới xã hội đen, ông nói, có lúc đánh mỗi ngày hay hai ngày một lần, có lúc 10 ngày lại đánh khoảng 8-9 trận. Cũng từng bị tập kích, bị đâm lén, mai tôi biết võ công nên đã đánh bại được đối phương. Nói về võ công của Trần Hoài Mẫn phải biết rằng năm 1972, ông làm đại diện Hồng Kông tham dự cuộc thi bút xin Đông Nam Á, đánh bại các đối thủ và giành được chức vô địch. Năm 1983, Trần Hoài Mẫn tham gia cuộc so tài của các anh hùng thế giới. Chỉ sau 35 giây, liền hạ nóc ao quyền thủ Nhật Bản Morigasaki, ông nổi tiếng với nắm đấm có sức mạnh phi thường. Đến cả Lý Tiểu Long cũng phải công khai thừa nhận rằng nắm đấm của Trần Hoài Mẫn không có ai địch nổi. Nhờ tài năng võ thuật, không ngờ rằng ông bén duyên với cả điện ảnh. Năm 1972, Hội Mẫn lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh qua bộ phim Love and Blues của đạo diễn Hà Phiên, đóng cùng với Đặng Quang Vinh, Lý Lâm Lâm. Cùng lúc đó, ông tiếp tục tham gia bộ phim Long tranh hậu đấu của đạo diễn Ngô Tư Viễn. Chính vì tài năng võ thuật hơn người mà trong danh sách các diễn viên võ thuật thực lực, Trần Hội Mẫn còn được xếp trên những siêu sao nổi tiếng, như Trân Tử Đan, Lý Liên Kiệt, Ngô Kinh. Chỉ chịu xếp sau hai ông Hoàng, Lý Tiểu Long và Chu Thị Lợi. Ngoài ra, ông còn hợp tác với nhiều diễn viên nổi tiếng. Ví dụ như năm 1988, Trần Hội Mẫn đóng cặp cùng Châu Nhượng Phát trong bộ phim Ngài trong xã hội đen. Lưu Đức Hoa trong phim Lúc đi Hood, Lương Triệu Vĩ và Vương Tổ Hiền trong Sát thủ Hồ Điệp Mộng. Gần đây nhất năm 2014, ông vừa tiếp tục tham gia bộ phim Gunter Bay Day. Có một lần ông được mời tham dự tiệc cưới của một đại ca xã hội đen. Cảnh sát nghi ngờ đây thực chất là hoạt động phi pháp nên tiến hành bắt giữ hơn 200 khách mời, trong đó có Trần Hội Mẫn. Khi được phỏng vấn, ông nói rất nhiều người trong giang hồ có chuyện vui, mời một số lão đại tới để chúc phúc. Tôi được mời làm khách, cảnh sát cũng biết tôi là 14K, thân phận thuần túy chỉ là khách mời. Họ muốn xét nghiệm nước tiểu AND, tôi không sợ vì tôi không hút thuốc. Sự việc ồn ào này lên khắp các mặt báo, người dân còn đùa rằng không trách ông ấy diễn xuất xã hội đen tốt như vậy, hóa ra chính là đại ca thật. Hơn một nửa thế kỷ gia nhập 14K, Trần Hội Mẫn được xem là anh cả, có danh tiếng và được kính trọng, kể cả trong hắc đạo lẫn bạch đạo. Hai vị đại ca ai mạnh hơn? nói về vấn đề này có vẻ hướng hoa cường nể trần hoài mẫn vài phần vì trần hoài mẫn là nhờ thực lực vươn lên còn hướng hoa cường là nối nghiệp cha mình tuy nhiên trần hoài mẫn luôn có tiếng là hòa nhã coi trọng tình huynh đệ bằng hữu cho nên quan hệ giữa trần hoài mẫn và hướng hoa cường rất tốt thường xuyên qua lại trở thành bạn tốt của nhau thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào